Còn dự báo trong ngày hôm nay Nam Bộ sẽ là nơi nắng mạnh nhất trên cả nước. Vì vậy khi tham gia các hoạt động ngoài trời ngày cuối tuần thì quý vị cũng lưu ý chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe, tránh khỏi tác động từ tia cực tím hay còn gọi là tia UV. Cụ thể thì trưa và chiều nay thì chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV ở thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố khác như là Vũng Tàu, Cần Thơ, Phú Quốc đều lên mức 8, mức 9, tương đương ngưỡng nguy hại rất cao. Các chuyên gia y tế khuyến cáo là việc tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời sẽ gây tổn thương da và mắt, ức chế miễn dịch. Do vậy, cần có các biện pháp chống nắng khi làm việc, vui chơi ngoài trời như là bôi kem chống nắng, mặc áo dài tay, mang thêm kính ngăn tia cực tím. Công tác cứu hộ sau động đất tại tỉnh Ishikawa của Nhật Bản đang gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi. Nỗ lực cứu hộ đang gặp sự cản trở do mưa và thậm chí là có cả mưa đá ở một số khu vực. Khu vực này thì được dự báo sẽ có mưa đến hết ngày hôm nay 7 tháng 1, sau đó là có tuyết rơi. Khu vực bán đảo Noto sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều dư chấn và đáng chú ý là sáng hôm qua đã xảy ra trận động đất có độ lớn là 5,3 và tính đến chiều qua, số người thiệt mạng do động đất là 126 người, trong khi đó vẫn còn khoảng 200 người chưa được tìm thấy. Tại Trung Quốc, năm 2023 vừa qua là năm nóng nhất kể từ khi Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc bắt đầu ghi nhận dữ liệu. Cụ thể thì nhiệt độ trung bình tại Trung Quốc năm vừa qua là 10,7 độ C, vượt mức kỷ lục 10,5 độ C thiết lập vào năm 2021. Có 127 trạm thời tiết quốc gia ở Trung Quốc đã ghi nhận nhiệt độ ngày cao kỷ lục trong năm vừa qua. Trong đó thành phố Bắc Kinh tháng 7 ghi nhận 27 ngày liên tiếp có nhiệt độ trên 35 độ C, phá kỷ lục đã tồn tại 23 năm. Thủ đô của Trung Quốc cũng tiếp tục có ngày cuối tháng 10 nóng nhất lịch sử và ngay sau đó